Clip hôm nay nói về cái giá của sự nổi tiếng. Mặc dù tôi đã có làm một cái livestream nói về nỗi khổ của người nổi tiếng, các bạn có thể coi lại nó ở đây nếu các bạn muốn coi về chi tiết hơn. Nhưng tôi vẫn muốn làm lại một lần nữa, một cách ngắn hơn để giúp cho các bạn hiểu được. Làm một người nổi tiếng không có sướng đâu. Đúng vậy, chúng ta thường hay nghe những cái câu nói của ca sĩ diễn viên hay nói kiểu như là phải chi tôi không nổi tiếng, tôi bây giờ chỉ ước mình là một người bình thường. Thì phản ứng của chúng ta thường là mày xàm quá mày ơi. Mày không nổi tiếng thì sao mày có tiền như thế bây giờ. Mày không nổi tiếng thì sao mày đi đâu cũng được người. Nói chung là sọc xạo quần thôi. Nói chung ai mà không mê được nổi tiếng. Tao bây giờ tao chỉ ước được nổi tiếng thôi. Và các bạn cũng thấy những cái như là TikTok, những cái Facebook, YouTube thì rất nhiều người ở trên đó làm đủ trò nhảm nhí là bởi vì người ta muốn nổi tiếng. Bởi vì người ta thấy chung quanh người ta những kẻ nổi tiếng khác cũng làm những trò nhảm nhí y chang như vậy thôi mà nó nổi tiếng. Vậy tại sao mình không nổi tiếng được? Nổi tiếng là một cái giấc mơ mà thể là người thì ai cũng đã từng một lần mà muốn có. Nhưng đằng sau cái sự nổi tiếng đó, nó có rất là nhiều cái ups and downs, nó có rất là nhiều cái lợi và cái hại. Lợi đơn giản là nổi tiếng, có tiền, có nhiều cơ hội. Nhưng cái hại của nó thì tôi sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ ở trong cái clip ngày hôm nay. Bởi vì tôi cũng đang một người nổi tiếng. Ok, coi clip là sẽ hiểu ha. Cái hại đầu tiên đó là bạn không còn cuộc sống cá nhân nữa. Khi bạn là một người nổi tiếng, số điện thoại của bạn mà bị lọt ra là chết cộng đồng mạng bạn luôn. Bởi vì cộng đồng mạng sẽ gọi điện cho cái số điện thoại đó. Thiệt, các bạn không có lấy làm lạ gì sao mà cái người nổi tiếng người ta rất hiếm khi cho bạn số điện thoại. Bạn có thể xin số điện thoại này nọ lọi chai để làm gì, thì trừ khi bạn là rap, rap food. Nhưng mà hầu như rap food thì cũng là người khác đặt thôi, ok. Còn những người đó người ta rất hiếm khi cho người khác biết cái số điện thoại của người ta. Bởi vì nó rất là mệt. Các bạn biết mệt như thế nào, các bạn chỉ cần nhìn vô cái câu chuyện của Độ Misi. Thì cái em này là một streamer quá là nổi tiếng. Nhưng một lần tôi viết một cái status, đại ý của tôi là nói ok, fan của tôi mà giống được như fan của Độ là tôi cũng muốn vui lắm rồi. Tại vì fan của Độ á, trời ơi, donate cho nó quá trời tiền luôn. Là streamer donate quá trời tiền, tôi chỉ hy vọng là fan của tôi cũng donate nhiều, được cả 1/10 như vậy thôi. Một lần donate đâu có 400 triệu hay là gì, quá đã luôn thôi. Thì tôi bị chửi, nhưng mà tôi còn lại muốn lấy ra ví dụ lần nữa, giống như cơ bản là tôi không có sợ gì hết trơn đó, chửi sao đâu. Lần đó nó bị lòi số điện thoại. Thì cái số điện thoại trong một đêm nó bị 500 cuộc gọi. 500 cuộc gọi một đêm thôi đó mấy bạn. Rất nhiều group đổi tên Facebook thành cái số điện thoại của Độ. Rất nhiều đứa bán cái số điện thoại đó. Nói chung là tới mức mà phải đổi số điện thoại ngay lập tức luôn á. Rồi nhà thì bị đám con nít nhấn chuông, rồi bị mấy cái thằng chạy qua chạy lại cười hô. Nhà của Độ đó, nhà của Độ đây nè. Thì đó chỉ là một trong những cái rắc rối của cái chuyện số điện thoại bị lộ thôi. Nó còn nhiều lắm. Nhưng khi mà bạn nổi tiếng, bạn sẽ không còn cuộc sống cá nhân nữa. Các bạn thấy sao của Hollywood đi ra ngoài đường luôn có phải người bảo vệ này nọ. Tại vì á, nếu mà không có người bảo vệ thì ngay cả những cái đứa mà ủng hộ, những người mà hâm mộ có thể gây hại tới cho cả cái người mà nó hâm mộ nữa. Bạn có biết là John Lennon trong ban nhạc Beatles đã từng bị một kẻ hâm mộ bắn chết không? Hâm mộ á mà nó bắn chết. Mất dạy vậy đó. Nó mê người ta tới mức mà xong rồi bang xong. Đó là lý do vì sao những người mà nổi tiếng á, bạn rất hiếm khi thấy được người ta ở ngoài đường. Mà nếu bạn thấy thì người ta cũng chỉ tìm cách để mà ok, chào bạn, xin ta đi cho lẹ thôi. Tại vì nó rất là mệt. Bạn thử tưởng tượng, bạn đi ra ngoài đường, bạn muốn mua, bạn muốn làm cái gì đó mà chung quanh cứ có người đứng chi cho chỏ. Rồi nó kìa, trời chụp hình cậu quay phim đó kìa trời. Thì chỉ mong bạn té một cái, chỉ mong bạn hở váy, chỉ mong bạn hở áo, chỉ mong bạn làm một cái gì đó để có thứ người ta đem post lên Facebook. Thấy chưa, trời đất ơi, thằng này nó cũng đi chợ kìa. Dì leo nó cũng đi KTV, đi karaoke Tây Vịnh kìa. Ok, chuyện đó là chuyện bình thường mà đối với tôi không có vấn đề gì hết trơn. Nhưng đối với rất là nhiều người, người ta rất sợ cuộc sống cá nhân của người ta bị lòi ra. Tại vì nói thiệt, đó là một trong những cái nỗi sợ mà những siêu anh hùng mà các bạn coi phim chắc bạn cũng biết. Nhưng người nhện thì sao? Người nhện phải giấu kín danh tính của mình. Bởi vì nếu mà danh tính bị lộ ra thì người mà bị hại chính là người thân của người nhện. Chứ không phải là người nhện, tại vì nó khỏe, nó mạnh quá cho nên đám kia mà muốn hành hạ nó thì dễ nhất là bắt gì của nó, bắt người yêu của nó. Đó là lý do vì sao những người nổi tiếng người ta luôn muốn giấu cái cuộc sống cá nhân của người ta càng kín càng tốt, càng cho người khác không biết, ít
chừng nào thì càng hay. Nhưng vấn đề là nó không có dễ. Và như vậy khi bạn nổi tiếng, cuộc sống cá nhân của bạn là coi như nó không còn là như trước nữa. Lúc trước bạn có thể đi công viên chơi, lúc trước bạn có thể ra ngoài ngồi trước nhà, ngồi nhìn trời, nhìn mây, uống rượu, nói chuyện, đánh bài với bạn. Bây giờ bạn không còn làm được những chuyện như vậy nữa. Bạn muốn đi siêu thị như một người bình thường cũng không được. Bạn muốn đi uống một ly cà sữa, nói chuyện với bạn trong một quán cà phê cũng không được. Bạn phải chọn cái chỗ nào mà nó thiệt mắc. Tại vì những cái chỗ mắc á thì nó sẽ không có nhiều người tới. Và không có nhiều người tới thì cái sự yên ổn, cái privacy của bạn nó mới được đảm bảo. Đó cũng là lý do vì sao người nổi tiếng kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà tiền để tiêu cho cái sự privacy, để cho cái cuộc sống cá nhân không bị lộ ra ngoài, nó cũng tốn nhiều không kém, rất là mệt mỏi. Nỗi khổ kế tiếp của người nổi tiếng đó là làm gì cũng bị chửi. Bạn á, một người bình thường chúng ta chỉ có thể bị ba má chửi, bị sếp chửi, bị người yêu chửi thôi. Còn người nổi tiếng, cha căn chúa kiết, con nít ngoài đường, đứa nào nó cũng chửi mình được. Vì bất kỳ lý do gì mà mình không làm gì được hết. Thực ra theo luật là mình có thể kiện nó, nhưng bạn không thể nào đủ tiền bạc và thời gian cũng như công sức để có thể đi kiện lại tất cả những đứa đã chửi bạn. Bởi vì nó nhiều quá. Bạn càng nổi tiếng, bạn càng bị chửi. Chửi đủ mọi mặt trận, đủ mọi thứ bạn làm. Bạn đi ăn ở một chỗ thấy gớm, nó cũng chửi. Trời đất ơi, người nổi tiếng mà ăn chỗ thấy ghê vậy nè. Kẹo cũng kẹo vừa phải thôi chứ cha nội. Bạn đi ăn sushi cũng bị chửi. Trời đất ơi, cha này làm clip suốt ngày cứ kêu người ta donate cho những món ăn tinh thần của con chả. Xong chả dùng tiền đó cho ăn uống phủ phê. Vậy đó, sướng sướng vừa thôi chứ. Bạn là một ca sĩ, bạn hát, bạn cũng bị chửi. Hát như quần què vậy đó, trời đất ơi. Mày dẹp đi được không? Bạn không làm ra một cái tác phẩm nào, bạn cũng bị chửi. Là ca sĩ đâu cả 5-10 năm trời không ra nổi một bản nhạc. Dẹp đi, còn mày đặt dùng danh xưng ca sĩ nữa. Mà bạn bị chửi, bạn lại phải đi giải thích cho những đứa chửi bạn vì sao nó không nên chửi bạn nữa. Có nhớ Trấn Thành không? Trấn Thành bị kêu là lệ tổ tại vì cũng khóc hết. Trấn Thành phải lên giải thích là tại sao tôi khóc. Tôi khóc là bởi vì lý do như thế nào? Tại sao tôi mới khóc này nọ lọ chai? Các bạn thấy không? Các bạn chịu nổi không? Bây giờ chuyện gì bạn làm bạn cũng bị chửi, mà bạn chửi xong bạn phải đi giải thích cho những đứa chửi bạn là tại vì sao tôi làm như vậy mà không được chửi lại tụi nó. Bạn chịu nổi không? Khi bạn là người nổi tiếng, đó là một cái hợp đồng mà bạn phải ký. Ở trong đó bạn phải có cách ứng xử như là một vị thánh. Bạn phải mở nụ cười với tất cả những người chửi mình. Tại vì như các bạn cũng có thể thấy trong clip của tôi á, khi mà lâu lâu cái tôi nổi điên tại vì có mấy đứa nó chửi tôi thì có nhiều người vô nói: anh sao vậy, anh cứ bỏ mặt ngoài tay đi, anh đừng có phản ứng vậy. Phản ứng như vậy tụi em thấy anh kỳ lắm, anh không có đúng như là một con người mà tụi em mong đợi. Thiệt là tôi là con người, tôi không phải vị thánh. Mặc dù tôi kiểm soát cảm xúc rất là tốt. Bạn nào mà coi cái clip mà kiểm soát cảm xúc của tôi, các bạn sẽ thấy nói thiệt á, tôi bị chửi nhiều hơn các bạn rất là nhiều. Nhưng mà tôi không phải là thánh. Lâu lâu tôi bị chửi tôi cũng nổi lên cơn điên. Thì ai cũng vậy thôi, không có gì lạ hết á. Nhưng mà khi mà bạn là một người nổi tiếng thì coi như bạn phải có cuộc sống cái bằng hoàn hảo. Bạn phải đối nhân xử thế tuyệt vời. Bạn phải kính trên nhường dưới. Người chửi bạn phải cười: à, cảm ơn, cảm ơn. Hoặc là bạn bỏ ngoài tai, nói chung bạn không có được để ý một chút xíu gì hết trơn á. Thì thật ra nó cũng có thể làm được một mức độ. Nhưng mà cái mức độ mà người bình thường nghĩ rằng người nổi tiếng cần phải chịu á, nó rất là cao. Còn thực sự á, người nổi tiếng như người bình thường ai cũng có một cái mức độ như nhau hết. Chẳng qua là khi mà người nổi tiếng phản ứng thì bị chửi nhiều hơn. Chẳng hạn như là thằng Jack. Jack nó là một ca sĩ của cái dòng nhạc mà nó bị kêu là nhạc phèn. Nó bị chửi cũng bởi vì cái dòng nhạc đó. Mà cái do cái mặt của nó nữa. Cho nên khi mà nó làm bất cứ một cái sản phẩm nào nó cũng bị chửi. Nó không ra một bài hát thì nó cũng bị chửi. Nó ra một cái sản phẩm thì nó bị chửi là copy, nhìn thấy gớm. Thì thật sự thì đúng là copy thì. Nhưng mà vì chuyện nhìn thấy gớm thì tôi nghĩ là cái đó là do thẩm mỹ của mỗi người thôi. Chẳng hạn như mấy cô mà yêu Jack đẻ con nó thì thấy chắc cũng không có gớm lắm đâu. Ok. Nhưng vấn đề là nó bị chửi nhiều tới mức mà khi mà nó chửi lại cái đám nó khác bằng một câu tiếng Anh, nó cũng bị chửi luôn. Tại vì cái câu đó nó sai văn phạm. Thấy cũng tội nghiệp nhóc lắm. Cho thấy được cái sự mà stress của những người nổi tiếng. Ở qua những câu chuyện tôi vừa nói để giúp cho các bạn hiểu được phần nào là khi bạn là người nổi tiếng, bạn phải chịu bị chửi. Đó là một thứ năng lượng tiêu cực mà nói thiệt nó rất khó để có thể giải tỏa được. Nhưng mà bạn phải chịu, bởi vì rất ít người có thể hiểu được là bạn đang phải chịu những cái đó. Đối với nhiều người, chuyện người nổi tiếng hầu như chỉ có là cuộc sống màu hồng thôi. Tức là đi đâu cũng được người tung hô, đi chỗ nào cũng được người yêu thích, kiếm được rất là nhiều tiền. Vậy thì có cái gì đâu mà phải khó chịu khi có vài người chửi. Các bạn thấy vài câu, tại vì các bạn lâu lâu mới vô trong cái kênh của người đó. Còn á, khi mà các bạn là người đó thì các bạn sẽ phải mỗi lúc mở mắt dậy các bạn đều thấy những câu chửi. Mà cái đám chửi á thì nó la lớn lắm. Những người mà ủng hộ á thì lại ít
nói lên rất là nhiều. Giống như tôi hay kêu, hãy bấm share, bấm subscribe cái kênh của anh Dì Lèo và donate cho những cái món ăn tinh thần của ảnh. Thì cái nhóm mà gào lên là tại sao phải kêu share? Tại sao phải kêu donate? Chửi thì rất là nhiều. Còn những người mà thực sự donate á, thì họ rất là ít nếu so với cái đám mà chửi. Thành ra giống như là hai cái bình vậy. Một cái bình là năng lượng tích cực, một cái bình là năng lượng tiêu cực. Thì cái năng lượng tiêu cực đó, nó đổ vô rất là nhiều, còn năng lượng tích cực thì rất là ít. Cho nên để mà có thể cân bằng được cảm xúc không phải là một cái chuyện dễ dàng khi bạn là một người nổi tiếng. Tôi thì cũng nổi tiếng ở một mức độ nào đó. Cũng may là tôi có nghiên cứu về tâm lý này nọ, cho nên tôi mới cân bằng được cái chuyện đó. Nhưng nhiều người thì không làm được điều đó. Rất là tội nghiệp. Nếu bạn muốn trở thành một người nổi tiếng, bạn phải chấp nhận cái đó. Nó kinh khủng lắm. Nỗi khổ kế tiếp của người nổi tiếng đó là không biết khi nào mình hết nổi tiếng. Đây là một cái nỗi sợ hãi thường trực của tất cả những người nổi tiếng. Bạn đừng nghĩ rằng hiện tại thấy họ vui vẻ, họ nói là tôi muốn cống hiến này nọ lọ chai thì họ kiểu như là cảm thấy thoải mái với cái vị trí của họ hiện tại. Không, các bạn cũng biết bây giờ internet nó phát triển, con người chúng ta có quá nhiều mối quan tâm, quá nhiều cái kênh để theo dõi. Nếu một ca sĩ chỉ vài tháng không ra clip là đã cảm thấy bức bối, cảm thấy mình bị thua sút bạn bè. Bạn là một người nổi tiếng, bạn là một nhà làm phim mà mấy năm chưa có bộ phim nào, mà ra một bộ phim bị người ta chửi quá trời, bạn sẽ cảm thấy hơi thở của thời đại đang vượt qua bạn. Bạn không có drama, không ai biết bạn, ra ngoài đường không ai nhìn bạn, chụp hình với bạn nữa. Bạn sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng, bởi vì bạn nghĩ rằng sự nổi tiếng đang rời xa bạn. Sự nổi tiếng nó đem đến tiền bạc, cơ hội cho bạn. Nếu nó không còn ở đó thì mệt lắm. Mà fame is fleeting. Nổi tiếng nó như bóng mây thoáng qua mà thôi. Chẳng hạn như bé Xuân Nghi, bé Xuân Mai, rồi những cái người mà nổi tiếng ở bên TVB Hồng Kông, các bạn cũng thấy họ đã từng trong quá khứ ai cũng biết, đi đâu cũng nói hết. Bây giờ sống như thế nào, không còn ai quan tâm. Mà nếu quan tâm thì người ta chỉ quan tâm theo kiểu trời đất ơi vậy đó hả, rồi thôi. Đó cũng lý do là sao mà những người nổi tiếng bây giờ người ta tìm mọi cách để mà người ta làm này làm cái nọ làm cái kia, để mong rằng là mình vẫn còn relevant, tức là vẫn được người khác biết tới vì mình là mình. Chẳng hạn như cái cô bé Lê Bóng. Cô bé Lê Bóng cổ là một TikToker, một Instagram nổi tiếng vì những cái clip này nọ lọ chai, xong cái bắt đầu cổ nhảy qua làm người mẫu thì bị chửi quá trời. Chửi mà chửi kinh khủng luôn. Tôi nói thiệt, đọc những cái lời bình luận đó tôi cảm thấy tội nghiệp lắm. Tại vì cái chuyện mà cổ lưng dài chân ngắn thì nó không phải là do cổ, do cái cơ địa nó là như vậy thôi. Nhưng tại vì sao cổ vẫn làm? Là bởi vì cổ biết nếu mà mình không làm, dần dần thế giới trẻ có rất là nhiều cô gái trẻ xinh đẹp, nó sẽ vượt qua, đó là điều chắc chắn luôn. Trời đất ơi, mỗi ngày mà đẹp là một cái lợi, nhưng đồng thời nó cũng là một con dao hai lưỡi, bởi vì sắc đẹp nó sẽ qua đi. Thì nếu mà ai đang nổi tiếng thì ai cũng sẽ làm mọi thứ để có thể kiếm được nhiều tiền hơn, để khi mình không còn nổi tiếng thì mình vẫn còn tiền đó để mà mình sống và lo được cho bản thân mình và lo cho gia đình mình. Đó là chuyện đương nhiên thôi. Cho nên những cái chuyện mà đá lộn sân, kiểu như người mẫu đi đóng phim, người mẫu đi hát, rồi ca sĩ diễn viên đi làm chặt chanh hay là bán món này món nọ món kia, đó là chuyện bình thường, không có gì lạ hết trơn hết đó. Khi mà tôi còn nổi tiếng, tôi còn kiếm tiền bằng danh tiếng của tôi được thì tôi sẽ làm thôi. Và đó cũng là lý do vì sao có rất là nhiều người già rồi, bạn thấy họ lên TikTok họ làm trò nhảm nhí, là bởi vì họ rất sợ không còn ai biết họ là ai nữa. Đó là một nỗi sợ thường trực nằm sâu ở trong những người nổi tiếng. Họ thực ra bị insecurity. Insecurity là một cái bệnh mà rất là nổi tiếng ở những người nổi tiếng. Người bình thường chúng ta cũng có những cái sự lo lắng, cũng bị insecure, chẳng hạn như về cân nặng, về chiều cao, về cái ngoại hình của chúng ta. Những người nổi tiếng, đó lý do vì sao các bạn thấy họ giải phẫu thẩm mỹ rất là nhiều. Bởi vì trong một cái chỗ mà chung quanh ai cũng đẹp hết, người ta giải phẫu để đẹp hơn. Cái mặt của bạn á, mà bạn không có chịu sửa gì, cái nét lão hóa xuất hiện, rồi lên phim người phải đánh phấn này nọ lọ chai, thì làm sao mà chịu nổi. Cho nên người ta chích Botox, người ta thải phẫu thẩm mỹ đủ kiểu hết để mong rằng níu kéo được chút nào hay chút đó. Nếu mà người ta lỡ mà nổi tiếng bởi vì bằng vẻ đẹp của người ta thì người ta càng phải chăm chút cái vẻ đẹp đó nữa. Tại vì bạn hết đẹp rồi thì ai mướn bạn đóng phim, ai mướn bạn lên TV nữa. Người bình thường chúng ta cũng có nỗi lo đó, nhưng không tới mức đó. Người bình thường nỗi lo đó chỉ là một thôi, người nổi tiếng có thể là tới 100 lần đó mấy bạn. Và một trong những nỗi khổ của người nổi tiếng đó là sợ bị lợi dụng. Người bình thường chúng ta sợ cái đứa gọi điện thoại cho mình nó lợi dụng, sợ bị bán đất động sản lợi dụng, sợ bị bán bảo hiểm lợi dụng. Chứ còn người nổi tiếng á, sợ người làm cho mình cắt xén ăn bớt của mình, sợ bạn bè của mình nó lợi dụng mình, sợ gia đình người thân lợi dụng mình nữa. Nó rất là mệt mỏi đầu óc đó.
Các bạn còn nhớ cái vụ mà Phi Nhung và cậu bé Hồ Văn Cường không? Tôi đã có làm clip đó đó. Đó không phải là chuyện bình thường một người thôi. Mà các bạn còn nhớ thêm cái chuyện cô bé Thiên Nhân không? Cô bé quán quân giọng hát Việt nhí. Bây giờ cô chọn ra ngoài, cô ở với lại người yêu của cổ là một người yêu đồng tính. Cộng đồng mạng chửi tới mức mà cô phải kêu là các bạn có thể để yên tha cho tôi được hay không? Nó rất là khó. Tại vì khi bạn là người nổi tiếng mà không còn cuộc sống tự nhiên nữa, không còn cuộc sống cá nhân, tôi đã nói rồi ha. Nhưng để cho các bạn hiểu được là đối với một người bình thường, chúng ta có một cái năng lực hữu hạn để có thể đối phó với những cái trắc trở của cuộc đời bằng cái sức mạnh tâm lý của chúng ta. Nhưng đối với người nổi tiếng, cái sức mạnh tinh thần của họ phải giải quyết những cái chuyện mà chúng ta không thể nào nghĩ tới. Cuộc sống cá nhân giải quyết làm sao để cho mình vẫn tiếp tục nổi tiếng. Đồng thời phải làm sao để xác định được cái người mà ở bên mình có phải là người muốn lợi dụng mình hay không. Họ đến với mình bởi vì họ là thích mình hay là họ chỉ muốn lợi dụng mình. Và những người lợi dụng đó có phải là những người thân nhất của mình hay không. Tất cả những thứ đó nó tạo nên một cái gánh nặng tinh thần rất là lớn. Và đó là lý do vì sao tôi làm những cái clip như clip hôm nay để giúp cho các bạn hiểu là một người nổi tiếng không dễ chút xíu nào cả. Đồng thời tôi làm những cái clip giúp cho các bạn hiểu về bản thân của các bạn như là sự trưởng thành. Tại vì sự trưởng thành nó không chỉ đến với chuyện là bạn có tuổi là bạn trưởng thành, mà bạn có tri thức bạn mới trưởng thành, bạn có kinh nghiệm xã hội bạn mới trưởng thành. Coi cái clip đó đi, rồi bạn sẽ thấy những việc tôi đang làm nó có ý nghĩa. Nó giúp cho các bạn hiểu được về bản thân của các bạn. Nó giúp cho các bạn có thể chống chọi lại được những cái phong ba bão tố ở bên ngoài. Bởi vì chúng ta thường hay nghĩ rằng chỉ cần sức khỏe bình thường là đủ rồi. Nhưng không, thật ra cái quan trọng là đầu óc của chúng ta nó có đủ khỏe mạnh để mà chèo chống được cái bản thân của chúng ta không. Một tinh thần mạnh khỏe trong một cơ thể mạnh khỏe nó quan trọng lắm. Và đó là lý do vì sao tôi thường kêu rằng các bạn hãy bấm share, bấm subscribe cái kênh của tôi và donate để trân trọng những cái công sức nỗ lực của tôi trong việc tạo ra những món ăn tinh thần ngon lành giúp cho đầu óc của bạn ngày một phát triển lên. Tôi biết là tôi nói vậy sẽ bị rất là nhiều người chửi, nhưng mà nếu không nói thì sẽ không ai hiểu được các bạn có thể làm gì để có thể ủng hộ một cách thực tế cho những gì tôi đang làm. Dĩ nhiên có người chọn tao không thấy, tao không thích, tao không làm, thì tôi cũng không biết nói gì cả ngoài trừ câu tới đây clip đã hết rồi. Hẹn gặp các bạn trong những lần khác nhé.